chào mừng mọi người đến với kênh của mình bắt đầu với chapter 26 của bộ truyện toàn cầu băng phong ta chế tạo nhà an toàn tại thần thế diễn biến của chapter 26 lúc này vũ tình nhớ lại tháng trước khoảng thời gian đó trương dịch như biến thành một người khác bắt đầu điên cuồng tích trữ đồ ở trong nhà gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy xe hàng đến đưa hàng cho anh ta có một lần xe của công ty y dược đến tiểu khu rồi trường dịch ra đón bác sĩ châu liền đồng tình thuốc kháng sinh không phải là thứ thuốc hiếm nếu như anh ta thật sự biết trước tại họa sắp đến mà tích chữ đồ thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt. Hai thanh niên bị chúng tên cũng góp ý, thế mau đi tìm trương dịch, vết thương của tôi do cậu ta gây ra bảo cậu ta đưa thuốc để cứu tôi. Ai dô, tôi cảm thấy mình sắp chết rồi, các người mau nghĩ cách đi. Vừa nay chúng ta mới bị cậu ta đuổi đi, bây giờ trương dịch sao có thể đưa thuốc ra để cứu chúng ta được chứ? Lúc này vũ tình lại bắt đầu diễn, chúng ta cũng không có làm hại anh ta, hơn nữa còn định sau khi phá được cửa nhà anh ta sẽ để lại chút vật tư cho Trương Dịch. Là anh ta không biết điều ra tay độc ác, chúng ta mới là phe có lý, sợ cái gì chứ? Vậy chuyện này giao cho cô xử lý, nếu đã là ý kiến của cô đưa ra, hơn nữa trước kia Trương Dịch còn từng theo đuổi cô thì cô xử lý là thích hợp nhất. Đúng vậy, nếu không phải do cô thì chúng tôi cũng sẽ không bị thương. Vũ Tình, chuyện này phải trông cậy vào em rồi, mọi người sống tiếp thì mới có thể bảo vệ được em vũ tình cũng đành phải đồng ý vậy vậy tôi cố hết sức thử xem bác sĩ châu cô lấy mũi tên ra giúp chúng tôi trước đi cứ mạnh tay vào lúc này bác sĩ châu đang giúp lấy tên ra cho mấy tên chúng phải tên của trương dịch một tiếng hét lớn vang khắp căn phòng vũ tình liền gọi cho trương dịch trương dịch bắt máy và nói này có chuyện gì sao trương dịch lục thao chết rồi bọn châu bằng bị anh bắn chúng cũng sắp chết rồi hu hu ồ chết thì chết thôi sớm muộn gì cũng chết. Lúc này Trương Dịch đang trong nhà bếp làm đồ ăn, các người sẽ không tự ảo tưởng rằng mình có thể sống sót trong trận bão tuyết này chứ. Tuyết lớn chặn khắp thành phố, tòa trung cư này đã trở thành một cô đảo rồi. Bây giờ sống tạm bợ được thì sao, một khi đến lúc hết vật tư thì sao, những người còn lại cho dù không bị Trần Chính Hào giết thì cũng sẽ bị lạnh chết, đói chết. Trương Dịch, em biết em sai rồi, đều tại em không tốt đã phụ tấm chân tình của anh, em sẽ thay đổi anh có thể tha thứ cho em được không? Bọn Châu Bằng bị anh bắn bị thương rồi, trong nhà lại không có thuốc, bọn họ sẽ bị nhiễm trùng chết đó. Có phải trước kia anh đã mua rất nhiều thuốc không? Cầu xin anh cho chúng em mượn một chút thuốc. Em, em xin đảm bảo sau này chắc chắn sẽ không làm phiền đến anh nữa. Lúc này bà chị họ của hai tên kia giật lấy chiếc điện thoại, trương dịch bây giờ mọi người đều trong tình cảnh nguy khốn. Lại còn có tên ác bá Trần Chính Hào giết hai mạng người, làm người hãy giữ lại một đường lui, đừng tuyệt tình quá nói không chừng sau này còn có lúc cần dùng đến chúng tôi. Tuyệt tình, vậy cô đoán xem, vì sao tôi phải dùng mũi tên đã bị dỉ xét để bắn bọn họ? Tôi chính là muốn nhìn thấy bọn họ bị nhiễm trùng vết thương, từng chút từng chút một bị đau đớn bệnh tật dày vò trong tuyệt vọng rồi chết đi. Thi thể mấy đồng bọn của các người bây giờ vẫn còn đang ở trước cửa nhà tôi chưa mang đi, không quan tâm thì làm sao? Mối thù này đã là không chết thì không ngừng rồi, giúp các người, đợi sau này các người quay lại báo thủ tôi sao? chúng tôi không phải là loại người đó đừng nói nữa thật không thú vị hơn nữa niệm tình tôi còn từng có chút tình cảm với phương vũ tình tôi có thể suy nghĩ chỉ để cô ta đến đây một mình anh trương dịch để tình nhi ở trong nhà anh đi sau này tình nhi chính là người phụ nữ của anh anh muốn tình nhi làm gì làm như thế nào tình nhi đều nghe theo anh có được không chốt câu cuối của trương dịch chắc chắn là không rồi đến giờ trả thù rồi Hết chapter 26 của bộ truyện Toàn cầu băng phong ta chế tạo nhà an toàn tại tận thế. Mọi người đón xem chapter mới vào video lần sau ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.